Hôm nay mình quay lại nhà của chị Màu á mọi người, để mà trước là thăm hoàn cảnh của chị Màu, sức khỏe của chị. Hai sau là mình sẽ trao cái số tiền của các anh chị đã đóng góp mấy ngày hôm nay, cũng được số tiền là 5.750.000. Thì mình xin nhắc lại hoàn cảnh của chị Màu để mọi người được rõ, là chị Màu bị ung thư cổ tử cung mà nó bị di căn, cho nên là nó đang nặng hơn. Thì đây là nhà của mẹ chị Màu, nhà chị Màu bên kia. Thì hôm bữa cái video cũ mình có quay á, thì cái nhà kia thì nó bị rách nát hết rồi, dột rồi, không có ở bên đó được, thì phải qua bên nhà mẹ của chị Màu. Mà mẹ chị Màu năm nay cũng 86 tuổi rồi, nhưng mà cũng bị tai biến rồi, mất khả năng, bị mù nữa các bạn. Mẹ chị Màu bị mù rồi, bị tai biến rồi nằm, lúc trước có bị té rồi gãy xương đùi nữa. Thì hiện tại là chỉ nằm một chỗ 5-6 năm nay rồi. Thì nay chị Màu bị như vậy nữa. Thì với anh chồng đang nuôi chị Màu thì cũng có bệnh án là bệnh tâm thần. Cho nên là lúc bình thường thì lúc cũng không được tỉnh táo. Chị Màu trước kia thì làm đi thu gom ve chai bán lại cho vựa. Còn anh chồng thì lúc trước là đi làm phụ hồ, nhưng mà bây giờ nghỉ hết rồi. Hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, bây giờ không có cái nguồn thu nhập nào để mà lo cho hoàn cảnh bệnh tật này hết á. Bây giờ mình sẽ đi vô nhà nhé, để thăm chị Màu nhé. Anh Quý đằng sau, để em xuống đằng sau. Đây là bà, là mẹ của chị Màu nha mọi người. Thì bà bị tai biến với bị mù nữa, mà lúc trước có bị té nữa, cho nên là bị gãy xương đùi, là nằm 5-6 năm nay rồi, nằm một chỗ đó ở đây thôi. Còn chị Màu thì nằm ở ngoài sau này. Hôm nay chị Màu có đau nhức gì? Nhức, đau nhức dữ lắm. Giờ nằm dậy ra là ngủ vậy luôn không? Ngủ vậy rồi chứ không có nằm được luôn. Không, nằm nghiêng không được luôn, nằm ngửa không được. Là từ bữa em đến đây là ngủ dậy tới giờ luôn. Ừ. Thôi không nói luôn. Ăn được nửa giờ cháo, không nói chung, ăn được nửa cháo, uống thuốc cũng được nữa. Mà nhờ có thuốc. Ngày hôm qua lấy thuốc mới về uống rồi có đỡ gì không anh? Uống vô mới ngủ nè. Uống vô ngủ, ngủ quay nhất rồi. Dựng xuống. Hồi sáng nghỉ dữ dội luôn. Là đi được rồi ha? Không. Hôm bữa đi không được, hôm nay đi được không được luôn. Ngày đã ngủ được chứ nó yên, nó không đâu nhất. Lấy thuốc chịu mới chịu hôm với sáng cũng đỡ. Là thuốc mới ha anh Phương? Thuốc mới cho thuốc mạnh nữa. Là thuốc đó hôm qua mình đi lấy rồi có tốn thêm tiền hay là đó là trong cái danh mục thuốc? Thuốc tiền là 3 triệu mua thuốc ngoài, 2 triệu mấy, là chạy 5 triệu mấy tiền xe, là thuốc 6 triệu. Là hôm qua anh đi một mình lên hả? Ừ, hôm qua đi một mình đó. Có bảo hiểm mà. Dạ. Nếu mà không có bảo hiểm, không có bảo hiểm thì nó tới mười mấy triệu luôn. Bảo hiểm nó giảm 80% rồi. Ví dụ mười mấy triệu, ví dụ 20 triệu, mình đóng 4 triệu. Nằm vậy xong rồi cho mua thuốc, ra tao mua thuốc ngoài thêm nữa, cũng 2 triệu mấy nữa, 2 triệu mấy với lãnh thuốc con đó đóng tiền hết 3 triệu nữa, rồi chạy 5 triệu mấy tiền xe là cũng lại 6 triệu. Từ sáng giờ chỉ ăn không ấy, rồi mua không yếm, rồi lặt vặt thêm cho chị. Cái mua thuốc tinh tạm rồi thêm thuốc tỉa rồi thêm nữa. Quá trời ốm rồi. Vậy còn sống ở đây thì cũng như tạm thời sống ở đây, với căn nhà nữa thì nó sập mưa gió hảo, thì đem qua đây cũng như quay lên rồi nói vậy luôn. Nhưng căn nhà nữa thì nó dọc lên, nó một cây nó mục quá rồi, hôm nay chỉ ở tạm rồi. Dạ. Yeah. Đây là ở tạm nhà của mẹ chị thôi. Dạ. Nhà chị thì cây rồi nó mục, cũng bao nhiêu gió bão rồi kia rồi nó sập. Để lát nữa em qua em quay lại cái nhà của chị cho mọi người xem lại, tại em bữa em cũng có quay bên kia đó, em có quay cái nhà. Sao cổ còn mặc áo gì dẫn qua bán người cổ? Cái đó để lát em đi sau cũng được. Dạ. Không, cầm cần, để chị nghĩ.
Dạ. Cũng như đây về trong hôm 7 giờ tối rồi hôm, và hôm với sáng chỗ uống thuốc là chứ thấy chi cũng hậu đau nhất chứ ngủ được. À, là uống thuốc mới thì nó đỡ. Uống mới, đỡ thằng đó. Tại vì lên đỡ khai nó cho thuốc mạnh mạnh chỉ ngủ được chứ đau nhất. Vậy, vậy rồi mà mình quá trị lần thứ 5 rồi thì cái lần thứ 6 bác sĩ có nói là sau khi mà mình uống thuốc đó, nó ví dụ như mà nó sức khỏe mình nó cải thiện hơn xíu thì có phải là quá trị lần thứ 6 vô nữa. Vô tòa 6. Vậy là khi nào khỏe là phải lên quá trị lần thứ 6. Còn bây giờ là cho uống thuốc rồi tới 10 bữa nữa là đi lấy thuốc nữa. 10 ngày sau. 10 ngày sau. Nếu mà giảm thì cũng vô quá trị thôi. Là khi nào mình ví dụ mình thấy khỏe khỏe là mình báo bác sĩ hay bác sĩ có định ngày cho mình không? Có định ngày, có phiếu hẹn ngày. Để ngày như bệnh viện mình báo lên rồi mấy giờ sức khỏe rồi lên vô sao có bác sĩ tại có số điện thoại bác sĩ. Dạ. Thôi để chị Màu nghỉ đi, đi mình đi lên ngoài trước đây em. Bây giờ mình đang đi qua lại cái quay lại cái nhà của chị Màu cho mọi người xem nha. Thì nhà đây là nhà ở của chị Màu. Nhưng mà bây giờ là không ở được nữa. Cho nên là phải qua bên kia. Qua bên kia để mà ở nhờ nhà của mẹ chị Màu. Đây mọi người xem cái nhà nè. Nó là nhưng giờ nó siêu vẹo rồi, mọi người là đây mà nó đang nghiêng về phía bên đây luôn rồi. Nó quá là yếu. Với nó trống quơ trống quắt à. Cây cột thì là mục hết rồi mà nó đang nghiêng nữa. Cho nên là bệnh tật bây giờ đâu có dám nằm ở đây. Đây mọi người coi là mối ăn hết rồi. Đây những cây cột, những cây kèo là nó đã mối ăn hết rồi, gần và nó đang có dấu hiệu là nó nghiêng siêu vẹo. Nếu mà gió to gió lớn thì có thể là nó sẽ sập bất cứ lúc nào. Đây bây giờ tiền mà để sửa nhà thì bây giờ chữa bệnh hết luôn rồi còn đâu nữa mà sửa. Giờ là tập trung, chỉ là tập trung lo chữa bệnh thôi. Đây mọi người thấy là nó bây giờ giống như cái chòi vậy đó, nhưng mà nó cái chòi này bây giờ nó cũng rất là nguy hiểm rồi. Đây là bệnh mình đâu có ở đây được đâu mọi người. Đó, thì mình quay lại cho mọi người xem để mà mọi người biết được cái hoàn cảnh của chị Màu. Cũng mong là đây là kính mong các cô chú anh chị ở gần xa xem được cái video này thì cũng mong là các cô chú anh chị đóng góp chút ít phần nào để mà giúp cho hoàn cảnh của chị Màu để vượt qua cái thời gian mà khó khăn này nha. Đây, cái nhà chỉ có một chiếc giường thôi mọi người. Chiếc giường để nằm ngủ thôi, và cái tủ. Ngoài ra không có cái gì nữa hết á. À, đây là anh Quý là chồng của chị Màu, còn đây là anh Phương là em ruột của chị Màu. À, đây là cậu của chị Màu. À, thì hôm bữa đó, thì mà Thịnh có đến nhà của chị Màu thì có quay hoàn cảnh của chị Màu thì được một số các anh chị cô chú đóng góp một ít tiền, thì hôm nay Thịnh sẽ đến trao tổng cái số tiền là 5.700.000 cho anh Quý là chồng của chị Màu. Thì đây là cái số tiền mà Thịnh mới rút ở ngân hàng, thì ngân hàng nó rút ở ATM cho nên là tiền nó hơi lẻ. Thì đây để lát nữa thì sao anh Quý sẽ đếm lại cái phần đó. Còn đây là hôm nay là ngày 18 tháng 10 2019, thì đây là hoàn cảnh của chị Màu bị ung thư cổ tử cung. Thịnh xin đọc cái danh sách mà các mạnh thường quân mà đóng góp để mà giúp cho chị Màu nha. Thì có một cái mạnh thường quân chuyển tiền nhưng mà không có ghi tên, thì Thịnh cũng không biết là ai cho nên là Thịnh tạm ghi là mạnh thường quân giấu tên, là chuyển khoản là 300.000. Bạn Thủy quê ở Cây Lậy cũng chuyển 300.000. Em Hải Hà ở Sài Gòn chuyển khoản là 500.000. Anh Trần Văn Đặng chuyển khoản 500.000.
bạn Nguyễn Tấn Vũ chuyển khoản 200.000, anh Trần Bảo Sang hay là YouTube là Tính Trần chuyển tiền 1.000.000 đồng, em Hoàng Quyên ở Bến Tre chuyển 200.000, em Ngô Tiểu Phụng Linh ở Sài Gòn chuyển 500.000, bạn Vân Lê ở Sài Gòn chuyển khoản 1.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh chuyển 200.000 đồng, chị Chi ở Cái Lậy chuyển 200.000 đồng, chị Thi ở ngã tư Hưng Long chuyển 300.000 đồng, em Thơm Cao ở Sài Gòn chuyển 500.000 đồng. Thì tổng cái số tiền cộng lại là được 5.700.000. Đây thì anh Quý đếm lại giúp em nha, anh đếm để em quay. Dạ. Ông cậu cũng đếm rồi số tiền rồi xác nhận lại. Dạ phải đếm chứ, phải đếm để cho người ta xem, người ta thấy, người ta biết. Tại vì mới hồi nãy em có ghé với cái Vietcombank nó cái lại, em rút rồi em mới chạy ngược vô đây. Rồi nó ra cái tiền lẻ không. 57.8 là đủ rồi. Đúng rồi, 57 tờ. Hồi nãy em rút xong cái em chạy đường, cái đường gì nó đang xây cây cầu mới nè, nó bị chặn đường ngay trên đây. Đi đường ngoài đây vô thì xuông, mà đi đường kia thì đường phải kia đi vòng. Một vòng á, đi làm cái vòng đó. Rồi, nãy chạy vô nó rào đường cùng rồi. Không có đường ấy, chạy thẳng ở sở nè. Nãy, dạ, là đủ 57 tờ hả cậu? 57. Rồi rồi, nãy anh Quý nói đây là ai? Đây là gì ruột của chị Màu. Chị ruột của cậu Út nè. Dạ chị ruột, còn kia là cũng bà con ruột luôn. Dạ. Là dì ba. Dạ. Cháu của cũng ở gần đây ha. Gần luôn. Dạ. Cháu ruột của dì Tư đó. Dạ. Bữa nào cũng xuống trơn á. Là xuống phụ chăm sóc chị Màu ha. Xuống, thấy bệnh thì xuống. Dạ thì số tiền cũng không có nhiều thì cũng giúp được cái phần nào đó thuốc thang thôi. Thì sẵn em quay ở đây thì anh Quý muốn gửi lời đến các mạnh thường quân. Rồi. Thì em sẽ quay ở đây luôn. Rồi. Cũng như là tôi chồng của cô Màu xin gửi lời thăm các mạnh thường quân đã gửi tiền đang lo thuốc men cho cô gì đó, cô Màu vợ tôi. Rồi, thì quay ở đây là mọi người sẽ xem được, nhận được cái lời cảm ơn của mình. Thì hôm nay em đến thăm với trao cái số tiền đó vậy thôi, với cũng mong là chị Màu tình trạng sức khỏe sẽ tốt hơn, nó sẽ mau khỏi bệnh, thì gia đình mình cũng sẽ cố gắng để mà lo cho chị Màu ha. Nhưng mà trước tiên cũng cảm ơn là Võ Đức Thịnh nha. Dạ em thì cũng cố gắng được cái phần nào thì hay phần nấy thôi, chứ thì sức em cũng có hạn, thì cũng mong là quay qua những cái video này á, các mạnh thường quân á, họ xem được thì họ giúp đỡ thêm, chứ một mình em thì cũng không có làm được gì hết á. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi. Tại vì cũng còn rất là nhiều hoàn cảnh khác, khó khăn khác rất là nhiều luôn, thì cũng phải gọi là nhiều người một cây làm chẳng nên non á, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, phải là giống như là mình phải kêu gọi, phải chia sẻ những cái hoàn cảnh này, tại vì những cái hoàn cảnh này thực sự quay lên cũng tùy người, họ xem hoặc là họ không xem. Những người nào mà muốn có tấm lòng hảo tâm, họ muốn giúp đỡ đó, thì chắc chắn những video này họ sẽ xem và họ sẽ giúp đỡ. Tại vì họ nhiều khi cũng có những người họ ở nước ngoài, họ muốn giúp quê hương của mình, họ gửi tiền về mà không biết gửi về đâu đó, thì họ phải là có biết mình là ai, họ tin tưởng họ mới gửi được, chứ còn họ gửi cho những người này người kia lạ thì họ không dám gửi đâu. Thì số tiền này thực ra thì cũng toàn là bạn bè, toàn là người quen với em không à. Đúng rồi. Ông cũng có cũng nhờ cái video hôm bữa nha, là cũng nhờ có một cái anh này thì đâu rồi, anh đây, anh Trần Bảo Sang nè, Tính Trần nè, là xem trên mạng nè, là gửi 1.000.000 đồng. Với còn cái người mà giấu tên này họ chuyển tiền nhưng mà không có ghi họ tên, không ghi gì hết thì em cũng không biết, không cho biết tên mình, chỉ gửi vậy thôi. Là qua nhờ video đó thì cũng được hai người, coi như là hai người họ lạ, họ giúp. Với anh Trung hôm bữa 300.000 cũng là người lạ đó.
là họ xem qua họ giúp đỡ mình. Thì mà nợ dưới cũng vậy, nước ngoài gửi gì cho 4 triệu á. Dạ đúng rồi, thì đó là những người mà người ta đã đi quay nhiều cái hoàn cảnh rồi, người ta ở nước ngoài người ta xem nhiều, người ta tin tưởng cái người đó thì người ta gửi cho người đó để mà trao, giống như là cái cầu nối thôi. Giống như là em cũng như mấy cái anh mà đến đây cũng là như cầu nối để mà kết nối một cái người là muốn giúp đỡ và cái người là hoàn cảnh mình đang khó khăn, đang cần cái sự giúp đỡ đó. Đó, nó như vậy. Khác. Dạ đúng rồi. Này nó tương đối nó dài nó cũng nhiều, bệnh đủ thứ cơ. Như là lá lành đùm lá rách. Dạ đúng rồi, chính xác, lá lành đùm lá rách. Dạ. Thì cái đó là cũng còn ở trên đời này cũng còn rất là nhiều người tốt, cũng còn tình người chứ không phải là không người ta không vô tâm đâu. Còn rất là nhiều người thì em quay cái những cái này cũng mong là sẽ đến được cái những người đó. Còn đây là chị dâu nè đó. Dạ, đem con qua, đem cháu qua cho bà và chồng á. À dạ dạ. Bà ngày nào cũng đem. Ừ. Bà này cũng nấu đem cháu qua. Là nấu ở nhà rồi đem qua. Nấu ở nhà. À, chồng là mẹ chị Màu. Dạ. Chị dâu. Chị dâu. À. Chị dâu của chị Màu. Chị dâu chị Màu. Dạ. Bữa rồi nào cũng nấu cháo đem qua cho bà già nấu cháo đem qua nấu cháo thịt rồi cũng như cho bà ăn bằm kia đó rồi thịt bằm á chỗ thú á ở đâu đấy ở ngoài Lộc Trung rồi cháo vậy rồi nấu nấu chứ bà đâu ăn cơm được dạ là ăn cháo không à là mấy cháo suốt luôn à là ăn cháo 5-6 năm nay luôn cháo suốt luôn à rồi có phải uống thuốc không hả có uống thuốc đi dạ thuốc mệt rồi ví dụ uống thuốc cho nó khỏe thuốc khỏe rồi vậy. Rồi nửa đêm bà đau ngực kia rồi cũng ấy thuốc cho bố nhất bị té rồi cái nhất cái giỏ 86 tuổi rồi nay nằm 5-6 năm ta biết nó liệt nằm giỏ rồi về từ lúc ví dụ bà nằm đút cho bà ăn chứ đâu có ngồi gì được đỡ rồi đây là mẹ của chị Màu nè mọi người. Dạ rồi bà đi vệ sinh đồ sao vậy? Vệ sinh nằm vậy rồi lan qua rồi mặt tả luôn nè. Mặt tả thuốc luôn nè. Rồi qua thai. Mặt tả rồi sáng thai rồi chiều thai. Rồi nằm vậy rồi đút cháo cho bà ăn luôn, bà không ngồi vậy được. Rồi vệ sinh rồi nằm vậy luôn rồi vệ sinh luôn chứ không có đỡ lên đỡ xuống gì nổi đâu. Không có ngồi được, không ngồi được. Đỡ có ngồi vậy con không được nữa. Rồi mới bị mù nữa. Mù bẩm sinh hay là sau này mới mù anh Phương? Sau này mù nay cũng lâu lắm rồi, mù bả tước bị tai biến rồi. Mù nay cũng 7-8 năm rồi bả mới bị tai biến. Bả tai biến ngay 5-6 năm. Cũng mình cũng mù tước. Bả kỳ đó có huy chương kháng chiến rồi lãnh được có lần một đâu triệu mấy 2 triệu gì đó. Với ba rồi với chồng bả ba nè. Cũng hai người hai huy chương mà lãnh có lần một mà giờ chỉ lãnh người một hàng tháng vậy mà tả mua tả này kia rồi mua sữa rồi cho bố uống sáng ngày thay tả rồi chiều thay tả nữa rồi ví dụ bữa nằm vậy muốn tắm cũng tắm không được lên nhúng khăn rồi lao bữa nằm vậy không hất tóc luôn chứ không có ngồi gì được nữa dạ mình tự hết luôn ha anh cũng như kêu thợ hết cũng như nghiêng qua nghiêng lại rồi để vậy nó hết luôn rồi chứ không có đỡ ngồi vậy được kia đâu dạ cổ cả tháng này là đâu xuống đây là xuống luôn đó. Cậu nay nhiêu tuổi rồi 71 hả là hạ ra bà đây tên gì Lê Thị Mưng Lê Thị Bưng dạ địa chỉ ở tên tội cho lại hạ ra hả bự ra bự mẹ ẩm quá có quân công sát chiến hết trơn công chiến là đổ 10 ký ôi ra rồi hả ra nâu no mới có mấy muỗng no gì hả ra để dỗ luôn mũi à hả ra hả bự nằm đút suốt vậy đó
thở ngồi vậy không được luôn, hậu hổng ngồi vậy được. Thôi rồi mà thôi, mới có mấy muỗng à, hết rồi nha. Nha, còn mấy muỗng nữa hết rồi, hả ra. Hả bự ra. Bự. Bả ở của mình nữa rồi, chứ thấy vậy chứ qua chứ phụ nuôi, góp phụ chỉ bệnh cho bả bệnh luôn. Rồi chỉ bệnh rồi giờ mấy anh em thay phiên. Nói chung nhờ ở đây là nhờ cậu Út, mà Út với chị Tư. Hả ra. Rồi em Tư. Hả ra. Chị Tư nhiều á, chị Tư với nốt cháu, mình không bao nào chị cũng nốt cháu từ. Rồi vì bảy tuốt nó lên cây lại. Là chị đang ngủ rồi ha. Ngủ không ngủ. Đang ngồi ỉa mà đang ngủ luôn á. Quá trời khổ quá. Rồi anh Quý ở lại chăm sóc chị nha. Rồi. Thì hôm nay em đến thăm rồi em gửi số tiền của mọi người rồi giờ em xin phép em về. Rồi. Rồi nếu mà có ai đóng góp gì nữa thì em sẽ quay lại em trao cái số tiền đó nữa. Rồi, cảm ơn rồi. Dạ. Nhờ cái số tiền đó đang mà trị trị cho hết bệnh. Dạ. Xin cảm ơn các mạnh thường quân. Dạ. Rồi, thôi em về nha. Dạ. Dạ.